bao gồm hư không pháp giới tất cả pháp do các duyên hòa hợp mà sanh đều gọi là chúng sanh. Hiểu rõ đạo lý này, biết rõ sự thật này, quý vị sẽ hiểu được một câu trong kinh điển Phật Tổ. Khi Bồ Tát thành Phật, quý đại diện chúng sanh đều thành Phật đạo. Mới hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi này, họ thành Phật như thế nào khi tất cả chúng sanh đều thành Phật? Giống như kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Bồ Tát thành Phật rồi, chúng ta thấy tất cả chúng sanh vẫn là chúng sanh, chưa thành Phật. Quý vị vẫn là chúng sanh, nói cách khác, quý vị vẫn còn mê muội, chưa giác ngộ. Người giác ngộ thấy tất cả chúng sanh đều là Phật. Chẳng qua trong đó có vợ sáng suốt Phật